Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Ở cái video clip lần này thì em Tuấn sẽ quay và cũng giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng đài đĩa của Sony các bác nhé. Trước này thì hôm trước em cũng có video chi tiết rồi và hôm nay em Tuấn sẽ quay lại một lượt và cũng quay lướt thôi, quay ngắn để các bác có thể là biết được cái vẻ đẹp của chiếc đài cũng như là chức năng hoạt động nó như thế nào và cây này có đặc điểm gì mà giá nó lại cao hơn các cây khác các bác nhé. Và em sẽ phân tích cho các bác vừa xem và các bác vừa nghe. Để nó rất là dễ đúng không ạ? Chiếc đài này thì có cái gì ạ? Đặc điểm là phần thân nhựa của nó rất là đẹp, không hề bẻ dập nứt vỡ một chỗ nào, là cái thứ nhất các bác nhé. Và nó đang còn rất là bóng bẩy này, các bác nhìn này. Đấy, đây là em Tuấn cũng để ở cửa hàng thì cũng hơi bụi quá ạ. Cửa hàng em thì ngay đường quốc lộ nên là cũng rất là bụi và cũng chỉ có là lau qua thôi. Đấy, về nhà các bác thì các bác có thể là lau kỹ hơn đúng không ạ? Là nó sẽ đẹp hơn. Và có đặc điểm gì ở cái đài này? Tem zin các bác ạ. Đấy, một đôi tem zin. Tem zin và tất nhiên tem zin thì cái căng sắt này đang còn zin và chưa có sơn lại. Đó là cái điều mà cũng rất là quý ở cái cây đài này. Mấy chục năm rồi thì người chủ trước họ vẫn đang còn giữ gìn được và nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn từ xa nhá. Hai quả loa bass này, các bác nhìn, còn rất là vàng. Và tiếng của nó cực kỳ là hay. Dòng loa của Sony 560S thì nó là loa toàn giải phễu. Và loa dòng này thì có công suất lớn hơn của dòng 715 nên là nghe tiếng nó sẽ mạnh hơn, hay hơn dòng 715 các bác nhé. Rồi cái gì đấy ạ? Quai sách zin, anten cũng zin. Và nó đang chạy tốt các chức năng, cùng có băng cassette hai cửa. Đấy, cửa A này. Đấy, chúng ta sẽ cho đĩa vào, à, cho băng vào. Chạy tốt hai cửa băng. Cửa B này. Tiếp theo là radio. Và radio cũng vậy, bắt rất là nét nhá. Mỗi ngày đấy. Mỗi buổi mỗi khác, chẳng khi nào giống khi nào. Nam Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao và bày tỏ. Ok, và chức năng cuối cùng, chức năng CD. Và CD cũng vậy, bắt rất là ok đúng không ạ? Nhận bài nhanh. Tiếng khi chất âm chúng ta nghe qua đĩa CD thì rất là tuyệt vời. Chất âm nó sẽ chi tiết và nhẹ nhàng. Đó là cái phần nổi trội về phần CD. Và chúng ta bấm play này. Này, nó sẽ chạy bài 1 trước nhé. To quá, chúng ta sẽ cho nhỏ lại. Đây là tem thông số của đài nhé. CFD DW56S. Rất là đẹp. Ok, và em Tuấn cũng xin phép được dừng cái video ở đây. Và chiếc đài này thì còn một cái đặc điểm nữa mà em Tuấn cũng quên giới thiệu đến quý vị các bạn, đó là chiếc điều khiển zin các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ mở nguồn này. Đó, tắt nguồn này. Rất là tiện, từ xa và chúng ta có thể nick bài, chọn bài ở phần CD rất là tiện các bác nhé. Đây, play này, tạm dừng này, stop này, to nhỏ cũng được các bác nhé. Rồi chọn các bài ở trên CD, nick bài này, đó. Và bác nào mua thì em sẽ Tuấn sẽ tặng các bác một cái điều khiển zin như thế này. Và chiếc đài này thì em cũng đã
công bố cái giá từ đợt video lần trước rồi. Cách đây khoảng độ 4-5 ngày thì em Tuấn cũng có lên sóng và cũng đã có video trực tiếp và video chi tiết cho chiếc đài này rồi. Và giá thì là giao lưu với giá 4.200.000 đồng nhé, bao ship toàn quốc. Và em Tuấn xin nhắc lại, đây là một cái đài tuyệt đẹp nên là giá nó hơi cao. Còn những chiếc đài mà nó xấu hơn và nó không còn nguyên bản như chiếc đài này thì giá nó chỉ hơn 3 triệu cũng như là hơn 2 triệu tùy từng shop bán các bác nhé. Và chúng ta cũng khó so sánh với cái phần đài, vì là chiếc đài đẹp thì nó sẽ đẹp hơn và giá nó sẽ cao hơn một xíu. Tất nhiên độ nguyên bản thì nó rất là ok rồi. Và tiếng thì cực kỳ là hay và em Tuấn sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào mua hàng thì có hai hình thức. Một là các bác có thể chuyển khoản đủ cho em Tuấn và em Tuấn sẽ tặng các bác một đĩa CD, một cuốn băng, một cái điều khiển. Còn bác nào mà cọc tiền cho em Tuấn thì em Tuấn sẽ tặng các bác một băng cassette hoặc là một đĩa CD thôi các bác nhé. Và tất nhiên là một điều khiển theo đài rồi. Và giá thì cũng đã bao ship toàn quốc. Mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video nhé.